Kiên Hà mau phật. Đốt bao nhiêu thùng sữa của con với cái trò vô bổ này mà con chưa chừa à? Có 50 mà đòi bị mồm bà. Ố, mở thoải mái đi chồng ơi. Đã mất tiền đút lót vợ mà kiện này còn không ra gì nữa thì lần sau nghỉ không cui kiện đáng bom nữa. Kiện này tôi mua 4 lít mà nhiều đồ vãi các bạn. Wow, toàn đồ to. Một cái hộp đóng trần không bao. Multipe Lovely Cute gió hớt. Xóa mẻ cái tên sản phẩm rồi, nó chỉ để lại giá 179.000 thôi. Ô, một cái bình giữ nhiệt màu xanh rất là đẹp, nhựa trong. Lút bật thông minh nha, lút bật thông minh nha. Cái này để hút này, xong các bạn đóng ạ. Xong mới giữ được nhiệt. Cái này không nhầm, mình đựng nước thôi nhưng mà nó rất là đẹp nhé các bạn. Nó có cả dây đeo này. Tàu chân nhựa tốt đấy, không phải là chân nhựa vớ vẩn đâu nhá. Có cho sticker giá này này. Chắc chắn như cái bạn U11, U12, U13 gì đấy. Rất là khoái với cái này các bạn, dễ thương lắm ạ. Làm chủ. Mới khui mà đã thấy lời rồi đấy. Kiện này có vẻ chất lượng. Mới khui mà đã thấy lời rồi đấy. Kiện này có vẻ chất lượng. Bây giờ là một kiện rất là đắt, 385.000. Bóp rất là mềm. Mềm nhỉ, như kiểu quần áo ấy. Ôi kẹt nó có chân vãi. Chân vãi này không, là sao mùi thơm ấy nhỉ? Chân vãi này là giặt rồi. Giặt rồi, tức là hàng cũ à? Tức là hàng cũ xong giặt lại ấy. Nói thật tôi không phải chuyên gia thời trang nhưng mà nhìn cái váy này nó hơi cũ, hơi cổ. Nó từ những năm 1990 hay sao, nhìn hơi quê. Không hiểu kết hợp với cái thể loại gì. Nó giặt cái mùi đồng rồi. Mùi đấy, mùi nóng ạ. Mùi nóng mà. Cái hộp bé nhất này. Ui dồi ôi, cái này mà nó tính giá 80.000 á. Cái miếng dán để đựng, để treo cái gì đấy mà nó tính 80.000. Form là đúng. Vứt. Ủa, một cái thìa nhựa mà mình chưa rõ mục đích sử dụng của nó. Các bạn nhìn này, có rất là nhiều các cái nốt ở trong cái thìa mà không biết để làm cái gì. Ông nào mà có hiện tượng sờ các cái lỗ chỗ nhìn có vẻ hơi ghê. Chả hiểu cái thể loại này làm cái gì chẳng. Phục vụ mục đích gì? Massage bằng thìa. Đó, đây mọi người. Massage bằng thìa phải không? Lúc đó tôi tưởng thế là ngầu. Ôi trời ơi. Tin vinh bình. Chà, được cái gì? Đau ở chỗ này là phê mà. Cái này đau mẹ. Phê mà. 30.000, nói chung là chả hiểu công dụng nó là cái gì. Bạn nào biết, bạn nào biết thì comment cho tôi biết nha. Được mỗi kiện đầu tôi bắt đầu tính nó tính giá ảo đấy. Toàn đồ linh tinh với giá mấy chục nghìn, vô lý thật. Một kiện 50.000 nhá. Mấy cái hũ nó có 2-3 cái hũ là sữa chua gì đấy. Có 2 hũ thôi các bạn ạ. Bắt đầu nghi ngờ là nó tự đóng hàng vào đấy. Cứ cho là mỗi hũ 10.000 đi thì là nó có giá 20.000 mà ở đây nó ghi hóa đơn tận 51.000 các bạn. Bắt đầu thấy ảo đấy, bắt đầu thấy ảo đấy. Cái hộp 128.000. Toàn đồ giá trị các bạn. Sở nó hình tam giác này. Ô mềm mềm nhựa. Mềm mượt. Cái này chắc chắn là giá để góc. Chắc chắn rồi, nhà tôi có mấy gái à. Cái này các bạn để trong phòng tắm, góc phòng tắm. Nói chung là cái này dùng được nhưng mà cái giá của nó tôi thấy rất là ảo các bạn ạ. Nhựa 3 que 3 xu. Bền thì tôi nghĩ là nó cũng bền, tại vì nó là nhựa dẻo mà. Nhưng mà cái mức giá 128.000 là vô lý. Cái này các bạn sẽ mua ở những cái cửa hàng 50.000 đồng giá nhá. Tổng cái này tôi cho 15.000 đi. Về đóng vào mẹ cái hộp bán 128.000 mẹ. Đúng rồi bọn. Mất dạy. Không có gọi là đạo đức kinh doanh. 250.000 bỏ lại toàn kiện giá trị. Rồi 250.000 tôi mua được cái gì đây? Có thảm thứ chân à? Em cái thảm. Ôi, thảm lại 10.000 các bạn ạ. Không, thảm này hôm trước em mua 20.000 năm cái à thôi. 20.000 năm cái. Thật ra thảm nó còn dày hơn đi. Lừa rồi. Mẹ vô lý bắt đầu thấy mùi rồi. Thấy rất là mùi rồi. Còn một kiện cuối cùng. Cuối cùng sẽ có thêm một cái sản phẩm mà đúng như là mô tả và đúng với giá tiền. Cái này có giá 30.000 là đúng. Cái thủy tinh của nó cứ đục đục ấy, chai nó cứ bẩn bẩn sao ấy nhỉ? Ok, chảy. Ôi, không một lắp nữa các bạn. Hình như cái này chảy hai đầu. Cũng chảy. Rồi, thấy chưa? Hai cái lỗ ở sau này. Và đổ cái mỏ chính của nó. Bên này to hơn, một bên to một bên bé. Một bên to một bên nhỏ. Vô lý chả để làm cái gì. Nói chung cái chai thủy tinh này khá là đẹp, ngoại trừ hình như nó hơi bị bẩn bẩn ra thôi. Còn công dụng của nó hoạt động tốt và nó cũng khá là dày dặn nữa các bạn. Mà đợi đã, hình như nó không phải thủy tinh nữa các bạn. Các bạn nghe tiếng này. Thủy tinh. Mình hơi đa nghi tả tháo quá. Những người thông minh đóng cộng lầu. Sau tất cả tổng kết lại thì kiện 400.000 mình sẽ giữ được lại ba thứ này. Vật dụng cái hút này. Bỏ đi, uống vào. Học chết đấy. Cái bình cộng vào thì được 100.000. Nếu mà lấy là tính giá mua nhá. Còn giá vớ vẩn thì tính ra chắc 50. Còn lại là cái kiện này vứt đi rồi. Mẹ đúng là rồi. Thôi xong, em mất bình sữa của con rồi.